Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 6. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Dã chiến số 1 Trà Vinh và khu cách ly tập trung. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức cuộc họp với các thành viên nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021. Nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều qua, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Dã chiến số 1 Trà Vinh, đóng tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Trà Vinh và khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại các nơi đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh đã được nghe lãnh đạo các đơn vị mà đoàn đến thăm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2021, toàn tỉnh Trà Vinh đã có trên 4.000 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly theo quy định nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó có 45 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, có 2.534 trường hợp cách ly tập trung và có 1.468 trường hợp cách ly tại nhà nơi cư trú. Đến nay, cũng đã có 3.411 trường hợp đã hoàn thành thời hạn cách ly và hiện tại còn 836 trường hợp đang chấp hành việc cách ly tại cơ sở y tế, điểm tập trung, tại nhà và nơi cư trú. Song song đó, lực lượng y tế cũng đã tiến hành lấy được 5.324 mẫu xét nghiệm và phát hiện 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp quê ở An Giang, 2 trường hợp quê ở thành phố Hồ Chí Minh, 1 trường hợp quê ở Nghệ An, 1 trường hợp quê ở Hải Phòng và 3 trường hợp ở Trà Vinh. Qua đó đã có 8 trường hợp công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 đã được điều trị kịp thời, khỏi bệnh và được xuất viện. Hiện còn 2 trường hợp ở thị trấn Cầu Kè đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Dã chiến số 1 Trà Vinh, đóng tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Trà Vinh và khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch cố gắng giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và người dân tại khu vực phong tỏa cách ly. Trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai báo y tế và đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 cần chủ động thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch bệnh một cách nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định và báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Dịp này đoàn cũng đã gửi tặng kinh phí cho lực lượng cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Dã chiến số 1 Trà Vinh, đóng tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Trà Vinh và khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 926 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với tổng số tiền 60 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh hỗ trợ từ nguồn quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 4 tháng 6, thành phố Trà Vinh đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến dự. Từ hơn một tháng qua, 10 xã phường trên địa bàn thành phố Trà Vinh đã đồng loạt ra quân triển khai tuyên truyền đầy đủ các công văn văn bản, các chỉ thị từ trung ương đến địa phương về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang bùng phát, như cấp phát trên 3.000 tờ rơi cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản xuất, thực hiện treo 20 băng rôn trên các tuyến đường, tuyên truyền phát thanh trên hệ thống loa của đài phát thanh, trạm truyền thanh phường xã, xe truyền thanh lưu động trên địa bàn thành phố về công tác này. Thành phố Trà Vinh đã thành lập 2 cơ sở cách ly tập trung. Hiện toàn thành phố có 6 trường hợp F1 đang cách ly tập trung được xét nghiệm lần 2 âm tính, 64 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà, 172 trường hợp F3 tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi cư trú. Đã có 1.338 người đến trạm y tế phường xã khai báo y tế,
kích hoạt 542 tổ COVID cộng đồng 10 phường xã với 1.437 thành viên. Tiến hành đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, với kết quả tiếp cận 16.725 hộ. Song song đó thực hiện ký cam kết phòng chống dịch COVID-19 đối với 600 cơ sở dịch vụ kinh doanh và kiểm tra gần 110 cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhắc nhở một cơ sở chấp hành nghiêm chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tại cuộc họp, các thành viên cũng phát biểu đưa ra những ý kiến về những khó khăn mà các tổ COVID cộng đồng gặp phải để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời và phù hợp. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền về nội dung chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh trên hệ thống loa của đài truyền thanh, trạm truyền thanh phường xã, xe truyền thanh lưu động trên địa bàn thành phố về công tác trên, duy trì hoạt động tổ COVID cộng đồng 10 phường xã, thường xuyên kiểm tra giám sát về phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở, cũng như khảo sát nơi cách ly tập trung. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Trà Vinh yêu cầu các ngành chức năng cần xây dựng kế hoạch khi có tình huống xảy ra dịch bệnh với quy mô lớn trên địa bàn thành phố, phải nhanh chóng hướng dẫn có biểu mẫu và thành phố phải kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong khu cách ly y tế tập trung, không để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch tận dụng thêm các trường học để làm khu cách ly tập trung. Ngành y tế cần rà soát vật tư y tế để đảm bảo cơ sở vật chất trong công tác phòng chống dịch. Các cơ quan đơn vị làm việc sinh hoạt tại trụ sở phải tuân thủ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch, ra quân xử phạt các cá nhân cơ sở vi phạm quy định phòng chống dịch. Chiều hôm qua, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức cuộc họp với các thành viên nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đến dự có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi. Năm nay, các bài thi được tổ chức tại kỳ thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học, 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 30 điểm thi chính thức với tổng số 464 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 8.822 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án an toàn tại các điểm thi. Đặc biệt là các phương án thực hiện quy định về đề thi, ban in sao đề được cách ly triệt để theo 3 dòng độc lập. Nhận đề thi gốc, vận chuyển và bàn giao đề thi được chia thành nhiều tuyến, mỗi tuyến được đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án để tổ chức kỳ thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc rà soát các trường hợp F1, F2 nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và chất lượng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên có liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi. Lưu ý vấn đề an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong ban chỉ đạo, thống nhất bố trí một điểm thi F1 phù hợp với điều kiện cụ thể. Do Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ, thời điểm thành lập hội đồng thi, phối hợp chuẩn bị các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, nhân lực, ra soát, đảm bảo các yêu cầu cần thiết cho kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ra soát thí sinh thuộc nhóm đối tượng F1, F2 nhằm có phương án bố trí điểm thi riêng, phòng thi dự phòng. Đặc biệt tổ chức thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và khách quan. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 7-8 tháng 7 năm 2021. Thường trực Huyện ủy Trà Cú vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng sơ kết tình hình công tác tháng 5, xây dựng chương trình công tác tháng 6 năm 2021. Ông Dương Văn Triệu, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Cú chủ trì hội nghị. Trong tháng 5, Huyện ủy Trà Cú đã chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Cú lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 21 đồng chí cao niên tuổi Đảng, chỉ đạo xuống giống vụ lúa hè thu năm 2021 được trên 10.000 hecta, đạt 70%. Công tác xuống giống màu cây công nghiệp hàng năm đạt từ 65 đến 78% kế hoạch năm.
các trường học trong huyện tổng kết năm học 2020-2021. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Dương Văn Triệu, Bí thư huyện ủy Trà Cú chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tích cực tham gia, xây dựng nhiều phương án để ứng phó với dịch bệnh, phát huy tốt vai trò các tổ giám sát cộng đồng, vận động các tôn giáo tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước hết, cán bộ công chức viên chức phải là người nêu gương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng phát huy thế mạnh của từng địa phương và nhu cầu của thị trường, để nhanh tiến độ triển khai giải ngân vốn đối với các công trình xây dựng cơ bản, quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là xã đăng ký về đích trong năm 2021. Tổ chức rà soát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thực hiện tốt chỉ thị 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh, nhất là tuyến đường qua, vệ sinh môi trường. Bí thư huyện ủy Trà Cú cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021, thực hiện tốt các phần việc Tết quân dân năm 2022 tại xã An Quảng Hữu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách theo hướng dẫn mới nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế về việc xây dựng phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện sàng lọc 100% người bệnh đến khám và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo đúng tinh thần chỉ thị 04 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Hiện nay, nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại người bệnh nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp và có các yếu tố dịch tễ, đảm bảo thực hiện quy trình sàng lọc cho 100% người bệnh đến khám chữa bệnh. Tại phòng khám đa khoa Đặng Tuyền, ngay từ lúc tiếp nhận hồ sơ và người bệnh đến đăng ký khám chữa bệnh, đơn vị rà soát cụ thể từng đối tượng và yêu cầu mọi người đều phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và thực hiện tờ khai y tế, đánh dấu nhận diện người đã qua sàng lọc, bố trí buồng khám sàng lọc thông thoáng ngay gần nơi thực hiện tờ khai y tế, biệt lập với các khu phòng khám khác. Bên cạnh đó, phòng khám chú trọng việc phân luồng người bệnh đến khám, bảo đảm người bệnh có triệu chứng sốt, triệu chứng hô hấp tách biệt khỏi những người bệnh khác ngay từ khi đến đăng ký khám bệnh. Tổ chức rà soát có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền, sàng lọc kỹ lưỡng toàn bộ người bệnh đến khám, thực hiện cách ly tại khu vực riêng. Bác sĩ sẽ tiến hành khám và kiểm tra. Nếu trường hợp người bệnh bị nghi nhiễm nCoV, thì phòng khám sẽ báo ngay cho cơ quan y tế có thẩm quyền. Thì phòng khám của chúng tôi thì cũng có chọn một cái quy trình để khám sàng lọc. Thì các bước của khám sàng lọc như sau. Thì chúng tôi sẽ bố trí một cái bàn khám sàng lọc ngay cái lối vào của phòng khám. Thì khi bệnh nhân đến khám thì nó có hai cái tình huống. Cái thứ nhất là bệnh nhân có sốt. Tình huống thứ nhất là sốt. Tình huống thứ hai là không sốt. Thì cái tình huống thứ nhất, nếu bệnh nhân sốt thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân đến cái buồng khám hô hấp. Thì tại cái buồng khám hô hấp này thì chúng tôi sẽ khám và hỏi xem bệnh nhân có các cái triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp hay không, như là ho, sốt, khó thở, đau ngực. Thì nếu mà bệnh nhân có các cái triệu chứng này kèm theo cái yếu tố dịch tễ, có cái yếu tố dịch tễ thì chúng tôi sẽ báo cho Ban Chỉ đạo về phòng chống COVID của Sở Y tế để mà chuyển bệnh nhân đến khu cách ly và điều trị. Tại phòng khám đa khoa An Phúc, việc thực hiện giãn cách tại các khu dự khám, xét nghiệm siêu âm, nội soi và khám sàng lọc bệnh nhân được chú trọng. Phòng khám có bố trí khu vực chờ và khu vực khám riêng cho người nghi ngờ nhiễm nCoV, đảm bảo môi trường thoáng khí ở các khu và phòng khám bệnh, khuyến khích người bệnh, thân nhân người bệnh, nhân viên phòng khám thường xuyên rửa tay hoặc sát trùng tay, triển khai khám bệnh theo giờ hẹn trước và đảm bảo khoảng cách ít nhất 1 mét giữa nhân viên y tế và người bệnh khi ngồi trao đổi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phòng khám đa khoa An Phúc luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong quy trình khám bệnh, sàng lọc 100% người đến khám, phân loại người bệnh có yếu tố nguy cơ và không có yếu tố nguy cơ nhằm thực hiện cách ly tại chỗ và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng tỉnh. Trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp thì cũng phòng khám cũng thực hiện nghiêm theo cái chỉ thị của chính phủ, những cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì ở phòng khám, trong cái quy trình mà nhận bệnh á, thì có đặt một cái bàn ở phía trước cửa của phòng khám để cho tiếp nhận. Thứ nhất là khai báo y tế và đo cái thân nhiệt cho khách tới.
nếu mà trường hợp bệnh nhân mà người ta có cái yếu tố nguy cơ á, yếu tố nguy cơ như là có liên quan đến cái yếu tố dịch tễ thứ nhất, thứ hai là người ta bị sốt, ho, đau họng á, thì sẽ chỉ cho khách tới ở cái khu riêng, khu khám riêng. Còn trường hợp mà không có thì sẽ cho khám bình thường. Khi mà phát hiện cái bệnh nhân mà nghi ngờ bị COVID-19 á, thì sẽ giữ lại, đề nghị bệnh nhân ở lại, rồi sẽ điện cho cái báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và để giải quyết. Ngoài việc thực hiện khám sàng lọc, người bệnh đến cơ sở và phân loại những người nghi ngờ có bệnh đường hô hấp cấp và các yếu tố dịch tễ. Hiện nay, các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân cho tất cả nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh hoặc thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Theo dõi sát nhân viên y tế tại phòng khám khi sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân ở từng tình huống cụ thể, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người bệnh có ý thức trách nhiệm cao trong phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước dịch COVID-19. Kính thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động mọi người tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh này, nhằm góp phần cùng với cả nước chúng ta đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Vậy ở tỉnh Trà Vinh, cuộc phát động này sẽ được thực hiện như thế nào? Ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết qua nội dung trả lời phỏng vấn sau đây. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Và thưa ông, hiện nay thì dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại và đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Trước tình hình đó thì mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Vậy thì xin ông cũng cho biết mục đích cũng như là ý nghĩa của việc phát động lần này. Dịch COVID-19 phát hiện ca đầu tiên ở Việt Nam là vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 và diễn biến hết sức phức tạp. Cho đến hôm nay thì đã có 4 lần bùng phát. Hiện bây giờ thì đang là bùng phát lần thứ 4, bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021. Đợt phát lần này được đánh giá là hết sức phức tạp, diễn biến nhanh chóng, khó lường, khó dự đoán, ca tăng rất nhanh. Chỉ trong vòng một tháng thì cái số lượng ca mắc trên toàn quốc đã bằng với cái khoảng thời gian từ phát bệnh trước đó cộng lại. Trước cái tình hình diễn biến hết sức phức tạp như vậy thì ngày 27 tháng 5 năm 2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động tháng cao điểm và ra lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mục đích của đợt phát động lần này là có hai cái mục đích. Thứ nhất là để kêu gọi ý thức của cộng đồng, của người dân trong đảm bảo các cái hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID. Và nội dung thứ hai là kêu gọi toàn dân với cái khả năng của mình để cùng với các cơ quan nhà nước ủng hộ nguồn lực, kinh phí, vật chất để cùng tham gia phòng chống dịch. Cũng như đợt kêu gọi trước đây vào năm 2020, thì việc làm này có ý nghĩa nhân dân hết sức là sâu sắc, phát huy cái tính đoàn kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc, tính tương thân tương ái để kêu gọi mọi người cùng chúng ta góp sức, chia sẻ gánh nặng với nhà nước để cùng nhau tham gia phòng chống dịch bệnh COVID. Đó là mục đích và ý nghĩa của đợt phát động lần này của Trung ương. Vâng, vậy thì với mục đích và ý nghĩa đó thì xin ông cũng cho biết cụ thể là tỉnh ta sẽ tham gia được phát động này như thế nào? Tỉnh ta tham gia đợt phát động này thì với hình thức là hưởng ứng một cách tích cực. Về cách làm thì ngay trong ngày phát động trực tuyến của Trung ương Mặt trận thì ở dưới tỉnh cũng có một cuộc họp, và trong cuộc họp đó thì tỉnh cũng đã phát động trực tuyến đối với cấp tỉnh. Và ngay buổi chiều hôm họp trực tuyến thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, trong và ngoài tỉnh để kêu gọi các nguồn lực đóng góp. Và hiện giờ thì lời kêu gọi này đã được gửi đến các nơi
và chúng tôi cũng đã đăng ký với đài tỉnh, với báo tỉnh phát cái lời kêu gọi này thường xuyên vào các cái kỳ phát sóng của đài và đăng trong các kỳ các số báo của tỉnh. Vâng, xin ông cũng cho biết cụ thể hơn là về đối tượng mà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng thì cũng vẫn như giống như mấy đợt phát động lần trước. Đối tượng mà chúng tôi hướng đến là cán bộ, công chức, rồi lực lượng vũ trang, rồi cộng đồng doanh nghiệp, rồi các cơ sở tôn giáo, rồi những nhà hảo tâm. Nói chung là tất cả mọi người dân, tất cả mọi lực lượng, tất cả mọi tầng lớp mà có điều kiện để tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vâng, còn riêng về thời gian phát động cũng như là nơi tiếp nhận ủng hộ thì xin ông cũng cho biết cụ thể. Thời gian phát động lần này là cao điểm trong vòng 1 tháng. Tính từ ngày phát động là ngày 27 tháng 5 năm 2021 cho đến ngày 27 tháng 6 năm 2021. Đó là tháng cao điểm. Còn tất nhiên là ngoài tháng cao điểm thì cũng sẽ còn ủng hộ dần dần cho đến khi nào chính phủ tuyên bố hết dịch. Địa điểm tiếp nhận thì có 2 hình thức. Nếu tiếp nhận trực tiếp thì ngay tại trụ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, số 89 đường Lê Lợi. Còn nếu tiếp nhận gián tiếp thì thông qua tài khoản ở ban cứu trợ của tỉnh tại kho bạc nhà nước. Và 2 địa chỉ này thì chúng tôi có đăng ký với đài tỉnh, với báo tỉnh là thông tin hàng đêm để bà con theo dõi để có sự đóng góp. Như ông cũng đã nói là đợt phát động lần này thì có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc góp phần phòng chống dịch bệnh cũng như là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Vậy thì xin ông cũng cho biết là mục tiêu đặt ra của đợt phát động lần này ở tỉnh ta là như thế nào? Đối với mục tiêu thì tỉnh cũng không đặt mục tiêu nặng lắm, cụ thể về số lượng, rồi về số tiền, về số vật chất kinh phí. Mà chủ yếu mục tiêu mà mình cần phải hướng tới đó là phát huy tinh thần đoàn kết của mọi người dân để chúng ta chung tay chia sẻ khó khăn gánh nặng với nhà nước để cùng nhau chống dịch, chống đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn quốc và trên địa bàn của tỉnh ta. Tuy nhiên trong đối tượng là lực lượng cán bộ công chức là người hưởng lương thì trước tình hình diễn biến rất nhanh và rất phức tạp của trên địa bàn tỉnh, tại cuộc họp giữa lãnh đạo của các sở ngành tỉnh và ban chỉ đạo tỉnh thì chúng tôi cũng đã thống nhất là phát động kêu gọi trong lực lượng này, tức là lực lượng có hưởng lương thì chúng ta sẽ ủng hộ tối thiểu là 1 ngày lương. Còn đương nhiên trong cái chừng mực khả năng của mình thì có điều kiện thì chúng ta có thể ủng hộ nhiều hơn để phục vụ công tác phòng chống dịch của tỉnh. Vậy thì khi tiếp nhận nguồn lực ủng hộ thì tỉnh ta sẽ sử dụng ra sao để việc phòng chống dịch có hiệu quả? Hiện nay việc tiếp nhận ủng hộ của đợt này thì sử dụng như thế nào thì chúng tôi thực hiện theo cái hướng dẫn 25 của Trung ương Mặt trận ngày 25 tháng 5 năm 2021. Trong cái hướng dẫn này thì có 4 nội dung chúng ta có thể sử dụng từ nguồn lực này. Thứ nhất là mua vaccine để tiêm phòng COVID. Thứ hai là mua các trang thiết bị, vật tư để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ ba là chúng ta hỗ trợ cho các khu cách ly, hỗ trợ cho các bệnh nhân trong các khu cách ly. Và cái nội dung chi cuối cùng đó là hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh trên tuyến đầu. Tất nhiên là ở sử dụng như thế nào và trong giai đoạn nào, sử dụng nội dung gì thì chúng tôi sẽ có báo cáo để xin ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban và Ban chỉ đạo của tỉnh để sử dụng. Còn với trách nhiệm là cơ quan thường trực tham mưu về nguồn quỹ này thì chúng tôi sẽ tổng hợp, theo dõi, rồi quản lý đúng và đề xuất sử dụng là theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo một cách công khai, dân chủ và đạt hiệu quả cao nhất với cái ý nghĩa của tất cả những người đã vận động ủng hộ vào đây. Và còn một việc nữa cũng xin thông tin thêm là theo chỉ đạo của Trung ương Mặt trận thì ngoài cái phần đảm bảo cho tỉnh thì cái nguồn lực này cũng được trích
một phần để gửi về Trung ương, để Trung ương có sự điều tiết chung cho các tỉnh bị dịch trong toàn quốc. Vâng, dạ thưa ông, thì nhân chương trình hôm nay thì ông có điều gì chia sẻ để mọi người có thể tích cực hưởng ứng cuộc phát động lần này? Dịch bệnh COVID-19 đối với Trà Vinh thì hiện nay thì đang diễn biến hết sức phức tạp. Ban chỉ đạo tỉnh đã có một cuộc họp rất là khẩn cấp để bàn và đưa ra các biện pháp để chống dịch, để ứng phó với các tình huống theo từng cấp độ. Thì trước cái tình hình này thì tôi xin kêu gọi toàn dân trong tỉnh là phải hết sức bình tĩnh. Trước hết là chúng ta phải thực nghiêm tất cả các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, của tỉnh, của ngành chuyên môn. Đó là yêu cầu đầu tiên. Và để thực hiện được tốt yêu cầu này thì trước hết thì mỗi người phải có ý thức tự giác. Tự giác để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Mà một việc làm đầu tiên đó là phải phát huy tốt cái tính giám sát cộng đồng. Tỉnh ta thì đã thành lập các cái tổ COVID cộng đồng. Cái tổ này sẽ phát huy tác dụng rất là tốt nếu chúng ta làm tốt này. Gửi gắm thứ hai là ngoài cái việc mà song song với việc chấp hành tốt các quy định của chính phủ, của tỉnh, của ngành chuyên môn thì chúng ta tập trung mọi nguồn lực bằng khả năng của mình cố gắng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh và cũng để góp phần phòng chống dịch chung trong toàn quốc. Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.